Dạ vâng em Tùng, chào anh em. Thì hôm nay em về cái Bù Long DCF 897 NT. Thì cái Bù Long này nó là khẩu 3/4 của hãng The One. Giá của nó nguyên thùng cũng khá là rẻ nha anh em. Nó chỉ có 3,8 triệu thôi. Anh em xem mình về có 4 thùng. Tùng sẽ giới thiệu cho anh em cái này cả sách luôn ha. Cái thùng này là thùng đỡ kết nối được vài cái thùng của Tech nha. Thùng Tech nè, con vắt nè. Rồi 3,8 triệu một thùng, bao gồm cả máy và thùng luôn, và máy bảo hành 3 năm của hãng. Rồi phiếu bảo hành đây, catalog cũng khá là dày ha anh em ha. Rồi thùng này thì chứa 3 cục pin nè, 1, 2, 3 và cái sạc. Rồi cái máy nè. Máy này được bảo hành 3 năm và khẩu này là khẩu 3/4, còn được gọi là 19. 19 thì nó sẽ không có dở gãy hơn 809, 899, 1/2 thì dở gãy hơn. Và lực siết của em này là 950, và lực mở của em này mở maximum là 1690. Anh em có thể mở xe tải này, xe hơi, xe bán tải, mở ốc từ 32, 34, 32 trở lại. Ok. Rồi giá của cái thùng này, nguyên thùng và cái body 18V, giá của nó là 3,4 triệu. Rồi mình sẽ test cho anh em. Ok, anh em nào cần pin 4A mà pin mỏng thì giá 1,3 triệu. Giá 1,3 triệu ha. 4A pin mỏng. Rồi mình test cho anh em. Nó có 2-3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là 400, cấp độ thứ hai là 1,200, cấp độ thứ ba là 1,900. Và máy này nó sản xuất tại China, nó bảo hành 3 năm. Rồi mình test cho anh em này. Đây là 400 ha. Lên cấp độ 1,200 và 1,900. Khẩu nó 3/4 ha. Đây. Nó là không chổi than. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của em. Thì anh em thấy giá tốt và nguyên thùng. Các shop khác thì họ bán là họ bán không có thùng nha, giá thì cũng cao hơn. Thì shop mình thì có cái thùng và giá tốt. Mình chỉ có 4 thùng thôi. Cảm ơn anh em. Pin 1,3 triệu.